Đây là 15 tháng 8 năm 2016, chúng tôi đang đứng tại thành nhà Hồ. Đây là một trong ba bộ phận cấu tạo nên di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ. Đây là hai đoạn lát thành còn nguyên vẹn nhất thuộc phía đông bắc và đông nam, thuộc xã Bình Phúc và Bình Long, huyện Bình Lộc ạ. Em cầm đấy. Đây là thành em giới thiệu những các bạn đấy. Soi ra. Còn nếu có điều kiện về mặt thời gian thì em mời chị đến thăm một số di tích phụ cận. Như khách cầm tay khoảng 200 khách, em mời chị đến thăm ngôi nhà cổ hộ phẩm Mộc Tùng. Ngôi nhà này được UNESCO công nhận là một trong 6 ngôi nhà cổ dân gian đẹp nhất Việt Nam, được xây dựng năm 1810 đời vua Gia Long ạ. Còn cách cổng đông khoảng 50 mét thì mời chị ghé thăm nhà đền thờ Đàm Bình Khương. Đền thờ Đàm Bình Khương gắn liền với câu chuyện xây dựng tường thành cực kỳ khó khăn và gian khổ liên quan đến kỹ thuật xây dựng thành. Truyền thuyết kể rằng năm 1397 thì nhanh chóng rời kinh đô từ Thăng Long về đến vị thành Thanh Hóa, hổ ly cho công sức xây dựng thành. Việc đất thành đào hào vận chuyển đá vô cùng khốc liệt. Cống sinh Trần Công Sĩ được hổ quý ly xem nhiệm vụ đốc thúc thi công bức tường thành phía đông. Tuy nhiên ở bức tường thành này được xây dựng trên nền núi con sông cổ, cho nên là đất xây xong lại bị sụp lún. Hồ liên nghi tên thành được xây xong lại bị sụp lún. Ông thực tiệm ra thị sát công trường, thế cảnh công trường 11 ngàn mét đá, ông vô cùng tức giận và liền sai với thân Trần Công Sĩ ngay bức tường thành nơi đó. Vợ chàng nhà Đàm Bình Khương ấy dựng vợ chồng đã đến tận nơi, thấy cảnh bất khổ vợ chồng, Đàm đã thắp khóc và kêu hôn cho chồng. Đến giữa những lòng tự trung thất nghĩa vợ chồng, nên đã đập đầu vào phía mặt xanh nơi bức tường thành xanh nơi đó, là thay phía đá nơi đó nằm xuống hình đầu người và hai bàn tay vỗ vào đá và bà đã mất tích chồng ạ. Đền thờ bà sẽ tâm linh và linh thiêng, nếu có điều kiện về mặt thời gian nên mời anh chị đến thăm đền thờ bà và thắp cho bà một nén nhang để cầu cho gia đình được bình an và hạnh phúc, nhất là được chiêm ngưỡng bức tường thành đá đặt đập đầu ông hình đầu người và hai bàn tay vỗ vào đá và nằm trong hậu cung của bà. Vâng, kính thưa chị, mới đi lên ngôi là vua được một năm, sau đó ông nhớ ngôi cho con là Hồ Hán Vương để lên làm thái thượng hoàng. Chính quyền vương triều Hồ tồn tại không được bao lâu, đến 7 năm sau là bị nhà Minh sang sang chiếm. Cha con Hồ Quý Ly bị bắt về đưa về Trung Quốc. Có thể nói Hồ Quý Ly là một nhà cải cách lớn của thế kỷ 14 đầu thế kỷ 15, một cuộc cải cách tá hóa họ thuộc diện về chế đề trên tất cả những lĩnh vực như chính sách hàn điền hàn nô và đặc biệt nhất đó là thiền giấy được thầy cho thế đồng. Những cuộc cải cách này chưa được trọn vẹn giúp cuộc xâm lược của nhà Minh, hai câu thơ trong bài thơ Qua Hải của Nguyễn Trãi đã nói lên tất cả như hoa phúc hiệu môi phi nhật nhật, anh hùng di hận kỳ thiên nhiên, tức là chuyện hoa phúc có thể đến một ngày, nên là anh hùng hôm hận vài ngàn năm. Đó là cuộc đời của Hồ Quý Ly, người xứng đáng được xưng như một vị anh hùng dân tộc ạ. Giờ đấy là một số thông tin cơ bản về thành nhồi mà giới thiệu cho anh chị nghe. Và lời cuối cùng em cảm ơn anh chị đã chú ý lắng nghe. Em chúc lòng mình sức khỏe và thịnh vượng bình an ạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Các bạn bám sát một số tài liệu thông tin về thành nhồi, nếu có điều kiện thì anh chị có thể đưa vào tài liệu quân thêm ạ. Vâng.